Khả Ngân nhập viện cấp cứu. Khả Ngân cho biết cô nhập viện trong tình trạng bị dị ứng thuốc chống phù nề, sao chấn thương. Hiện sức khỏe đã ổn và tiếp tục điều trị. Ngày 24 tháng 10, Khả Ngân chia sẻ bức ảnh cô nằm trên giường bệnh trong tình trạng đôi mắt sưng phù. Nữ diễn viên cho biết hai tuần trước cô gặp vấn đề về mắt, uống thuốc không khỏi. Cô làm tiểu phẫu loại bỏ phần cứng trong mắt nhưng không kê thuốc giảm đau vì bị dị ứng thuốc. Sau khi hết thuốc tê, vùng mắt tiếp tục đau cô sử dụng thuốc kháng viêm dạng men có công dụng chống phụ nề sau chấn thương phẫu thuật chỉ đến 5 phút tôi bị sốc phản vệ cứng đờ mặt tím tái và không thở nổi tôi phải nhập viện cấp cứu sau đó nữ diễn viên kể lại đại diện của Khán Ngân cho biết tình hình sức khỏe của nữ diễn viên tạm ổn sau khi nhập viện hiện cô điều trị tại nhà tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe nữ diễn viên cảm ơn đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời động viên gần đây Khán Ngân được khán giả biết đến khi xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình trong đó có 11 tháng năm nay, gia đình mình vui bất thành linh. Tuy đóng trong nhiều dự án phim giờ vàng, diễn xuất của Khả Ngân gây tranh luận do đại từ hạn chế, biểu cảm gương mặt chưa tốt. Năm 2023, Khả Ngân xuất hiện trong danh sách đề cử VTV Award năm 2023, nhưng không thắng giải. Hợp tác trong nhiều bộ phim truyền hình, Khả Ngân và Thanh Sơn vướng tình hẹn ho. Cô không trả lời về chuyện tình cảm, nữ diễn viên nói cô sẽ không giấu nếu có bạn trai. Về việc liên tục đóng cặp cùng Thanh Sơn, từ gia đình mình vui bất thình linh cho đến 11 tháng năm ngày. Khả Ngân nói cô thấy khó tả nhưng sẽ không có chuyện cần kiềm chế cảm xúc. Tôi nghĩ mình trai lì cảm xúc vì đóng cặp nhiều rồi. Ngoài đời tôi cũng thân thiết với anh Sơn. Chúng tôi xây dựng được phản ứng hóa học với nhau nên diễn ăn ý hơn. Khả Ngân nói